Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đã giới thiệu rất là nhiều những cái công trình lăng mộ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc mà Đá Minh Nghệ Anh Quân thi công. Thế thì nhiều bác hỏi là Quân giới thiệu cái công trình lăng mộ của các cụ nhà mình đi, để cho mọi người xem là cái công trình lăng mộ của các cụ nhà Quân như thế nào. Thì hôm nay nhân tiện là buổi sáng về để thắp hương cho ông bà, thì mình quay video để giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn biết xem là cái công trình tâm linh, cái nơi an nghỉ của các cụ nhà mình thì sẽ như thế nào. Ngay từ phía bên ngoài đi vào trong cái công trình nhà mình ấy, thì ở dưới quê nhà mình thì cái diện tích đất nó cũng khá rộng. Thế nên là ở ngoài này thì mình có làm được một cái sân, nó được khoảng tầm 30 m². Sở dĩ tại sao lại làm cái sân ở ngoài này ấy, tại vì một cái công trình ở dưới quê, một cái khu lăng ở dưới quê Nghĩa Trang ấy, thì ở Nghĩa Trang ở quê nhà mình là người ta vẫn nuôi trâu bò. Thế nên là vẫn phải làm cái cánh cổng. Thì nếu như bình thường ấy, là cái cánh cổng sẽ làm ở trên kia thì nó hơi bị vướng, nó sẽ che khuất cái tầm nhìn của bức bình phong. Thì nhà mình có cái sân ở dưới này thì làm cái cánh cổng ở phía bên dưới. Đấy, mở phía bên dưới này thì đầu tiên là đi vào cái sân này. Thì cái sân này ở đây thì cũng chỉ là để làm cảnh quan thôi. Thì hôm vừa rồi bố đang trồng hai cái cây bưởi hai bên với lại hoa. Và tất cả mọi thứ này thì ông chỉ đạo là làm mọi thứ là sạch sẽ hết, lát đá hết, tất cả mọi thứ. Và cái khu lăng chính là cái phần ở phía bên trong này. Đây là cái phần phía bên trong là cái khu lăng chính. Thì với cái tiêu chí ngay từ ban đầu mà lúc mà làm công trình này thì bố có chỉ đạo là mọi thứ là làm đơn giản thôi, làm hết sức là đơn giản và nó nhẹ nhàng thôi con. Đấy, thì mọi người đi vào bên trong như thế này. Đây, em quay tất cả những cái phần bậc, phần cổng để cho các bác xem. Tại vì rất là nhiều bác, các bác bảo là Quân không giới thiệu công trình nhà mình đi. Đây, đi vào bên trong. Đi vào bên trong thì bao giờ cũng có một cái bức bình phong. Đấy, bao giờ cũng có một bức bình phong. Đây, sáng nay đang về thắp hương cho ông bà. Đấy, đi vào bên trong. Đấy, thì toàn bộ cái khuôn viên của cái khu lăng mộ nhà mình ở đây thì nó rộng khoảng tầm hơn 300 m². Thì cái phần, đây là cái phần lăng chính. Đây là cái phần lăng chính. Đấy, lúc nãy thì hai vợ chồng với lại bố về để thắp hương cho các cụ. Thì mỗi một lần về thắp hương cho các cụ thì cũng nhẹ nhàng thôi. Em quay gần lại chút đi, em quay gần lại chút để cho các bác xem nó được rõ hơn. Đấy, mọi thứ thì cũng rất là nhẹ nhàng. Bao giờ về cũng vậy, thì mình hay chuẩn bị sẵn những cái lẵng hoa, rồi là một chút cái lễ để thắp hương cho các cụ. Và mọi thứ ở trong cái công trình của nhà mình ở đây thì làm nó nhẹ nhàng lắm. Đây, bố mình đây. Bố đang cắt cây. Hôm vừa rồi vừa mới trồng cái cây hoa Ngọc Anh. Thế thì sau khi mà trồng xong là phải cắt hết lá đi, thì để cho cây nó khỏe. Cái này tẹo nữa cho hết vào ấy bố. Cho hết vào cái túi bóng, bỏ ra. Thế là ở nhà nhiều khi là bố cứ ra ngoài này để tưới cây rồi là cắt hoa thế thôi. Ở trong công trình này ấy, thì hiện tại là đang có phần mộ của ông bà nội mình. Đây là phần mộ của ông bà nội và đây là phần mộ của bác. Và cái vị trí mà ông bà với bác nằm ấy, thì là sẽ cao hơn. Em quay xuống dưới cái cốt này này. Sẽ cao hơn cái vị trí mà sau này cho thế hệ bọn mình. Thế hệ bọn mình chính là cái phần ở bên dưới này. Còn cái vị trí ở bên trên này là cái vị trí của ông bà với của bác. Và tất cả mọi cái vị trí ở trong công trình này thì mình đều quy hoạch trước hết rồi. Thì tất cả những cái phần mà quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây ấy, đây là những cái phần mộ mà sau này chính là đến cái thế hệ bọn mình ấy. Và cái các bác có nhìn thấy những cái viên đá lát ở dưới này, những viên đá to này không? Đây cũng là chính là cái quy hoạch cho thế hệ sau nữa đấy. Thì ở bên dưới phần âm ấy, tức là phần bên dưới là đã làm mọi thứ nó hoàn chỉnh hết rồi. Sau khi làm xong thì đổ cát. Và bên trên này thì mình dùng một cái viên đá này lát lên cho nó sạch. Thì sau này bọn trẻ con nó chỉ cần nhìn đây là nó biết hết rồi. Đấy. Và ở trong cái công trình của nhà mình này thì với cái tiêu chí là mọi thứ nó đơn giản. Thì như quý vị và các bạn nhìn thấy ở đây ấy, tất cả những cái hạng mục tường rào ở trong cái công trình này ấy, thì không có đục chạm hoa văn gì hết. Và ở trong công trình của nhà mình này thì toàn bộ cái phần tường rào này đều được làm bằng đá granite tự nhiên nguyên khối. Em quay một cái cột để cho các bác nhìn này, ví dụ này, một cái cột ở trong công trình nhà mình thì vì là không có làm hoa văn gì cả, mọi thứ là làm đơn giản lắm. Đây, em quay sát lại một chút đi cho các bác xem. Thì những cái cột này nó đang là cột 40, tức là nó cũng khá là to. Rồi toàn bộ các cái phần nền này thì đều được lát đá sạch sẽ hết. Các cái bồn hoa này cũng đều là đá nguyên khối. Đứng từ phía bên trong nhìn ra cổng, em quay giúp anh từ trong đấy nhìn ra đây đi, để cho các bác ấy hình dung cho dễ. Đấy, đứng từ phía bên trong nhìn ra thì như lúc nãy mình nói thì cái công trình nhà mình thì ở đây cái diện tích nó khá rộng. Thế nên là cái khoảng cách mà để từ cổng vào đến bình phong ở đây mình đang để là 147 cm. Tức là khi con cháu đi vào nó rất là rộng và thoải mái.
Và ở trong một cái công trình tâm linh thì không thể thiếu được các cái hạng mục cảnh quan, cây, đây những cái vị trí cây. Đấy, hàng ngày bố cứ ra xách xô tưới nước vậy. Ở ngoài này mỗi một lần ra đây cái cảm giác hay lắm. Mỗi một lần mà mình về thắp hương cho các cụ này, cảm giác nó nhẹ nhàng lắm. Thấy một cái gì đó rất là bình yên. Thế là nhiều hôm mà công việc nó căng thẳng hay là có cái việc gì mà nó căng thẳng ấy thì lại về dưới này thắp hương cho ông bà cho bác. À, em quay gần lên đây cho các bác ấy xem cái mẫu mộ của ông bà đi. Ở bên trên phần mộ của ông bà nhà mình thì các bác nhìn đây nhá. Tức là lúc nào cũng có hoa. Đây, mỗi lần về nhìn thấy hoa nở xinh xinh như này cũng cảm thấy rất là vui này. Toàn bộ các phần ở bên trên mộ thì đang để trống để trồng cỏ. Và đây cứ hoa thì mùa này là mẹ mình hay trồng hoa 10 giờ ở trên hoa trên đây này. Đến mùa đông ấy, chuẩn bị đến mùa đông thì cái hoa này nó sẽ lụi đi, nhưng mà cái gốc ở bên dưới thì nó vẫn còn. Thì đến mùa đông thì có khi là mình sẽ dùng một cái loại hoa khác. Đấy, cứ thi thoảng về thì xem ở trên đây nó có cái cỏ nào thì nhặt đi thôi. Đấy, nhặt đi. Ở trong công trình này thì cái lúc mà làm thì cái tiêu chí ngay từ ban đầu là bố cũng nói là làm mọi thứ nó đơn giản. Thế nên là các cái phần mộ của ông bà, của bác là đục chạm hoa văn một chút. Còn toàn bộ những cái phần tường thì làm đơn giản lắm. Thì như các bác đang nhìn thấy đấy. Đấy, thì đây là toàn bộ cái khuôn viên công trình lăng mộ của các cụ nhà mình. Và nếu như quý vị và các bạn có một dịp nào đó về Ninh Bình thì em xin được mời tất cả quý vị và các bạn qua cái không gian trưng bày văn phòng của Đá Minh Nghệ Anh Quân ở Ninh Vân để tham quan. Sau đó là mời các bác vào trong nhà máy. Sau đó là mời các bác vào trong nhà máy sản xuất của bọn em để các bác tham quan cái quy trình mà để tạo ra những cái sản phẩm lăng mộ đá chất lượng cao và như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là có một cái dịp nào đó là được mời các bác về đây để tham quan cái công trình tâm linh của gia đình em. Tại vì từ nhà em ở ấy, từ nhà em ở đi về dưới này là chỉ có 5 km, 5 hoặc 6 km gì đấy thôi, gần lắm, đi mấy phút là về nơi. Thế thì mọi khi buổi sáng lúc nào mà rảnh rỗi có thời gian thì lại về thắp hương cho các cụ. Và cũng thông qua video này, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành, theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của Đá Minh Nghệ Anh Quân. Nếu như quý vị và các bạn có cái nhu cầu hoặc là muốn tìm hiểu thêm về các cái công trình lăng mộ đá thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Và các bác hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hơn. Xin chào!